Ngày 14 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã lập biên bản xử lý 3 cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, cố tình mở cửa đón khách, không chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra phòng chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng phường Tân Phú phát hiện nhiều quán cà phê, quán ăn trên địa bàn cố tình mở cửa phục vụ khách ăn uống tại chỗ, vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 chủ quán gồm một quán bán ăn sáng và hai quán bán cà phê, bán nước tại chỗ về hành vi không chấp hành biện pháp phòng chống dịch, mở cửa quán ăn uống tại chỗ khi dịch vụ này vẫn đang bị đề nghị ngưng hoạt động chỉ cho bán mang về. Ngoài ra, lực lượng lập biên bản một số hành khách về vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, huyện Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.